Năm 2024 là năm thứ 30, Đoàn Hội trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiến dịch mùa hè xanh với khẩu hiệu "Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình", thể hiện sự tiếp nối truyền thống giữa các thế hệ chiến sĩ và ngọn lửa tình nguyện luôn cháy sáng cùng với sự nhiệt huyết, sự xung kích trong mọi trái tim người chiến sĩ tình nguyện. Để mở đầu chiến dịch, Ban Chỉ huy đã tiến hành tổ chức công tác phỏng vấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 4 năm 2024. Với hơn 650 sinh viên đăng ký tham gia phỏng vấn và kết quả có hơn 500 sinh viên đủ điều kiện trở thành tình nguyện viên của chiến dịch. Phân thành 13 đội hình gồm 5 đội hình thường trực, gồm có đội hình Long An Tiền Giang, đội hình Kon Tum, đội hình Nhà Bè, đội hình quận 1, đội hình quận 3 và 8 đội hình chuyên gồm đội hình công nghệ số, đội hình tuyên truyền pháp lý, đội hình ngoại ngữ cho thiếu nhi, đội hình môi trường, đội hình văn hóa kỹ năng, đội hình truyền thông, đội hình hậu cần và cuối cùng là đội hình văn nghệ xung kích. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, Ban Chỉ huy đã tổ chức gặp mặt tình nguyện viên để thông tin tổng quan chiến dịch, thông tin về kỳ tập huấn và bài kiểm tra để trở thành chiến sĩ chính thức. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng và gắn kết tình đồng đội của các chiến sĩ mùa hè xanh, Ban Chỉ huy đã tổ chức tập huấn chiến dịch trong 4 ngày 3 đêm tại cơ sở Long Bình Tân với các chuyên đề về chiến dịch, tập huấn riêng cho các đội hình chuyên, tập huấn các chuyên đề hoạt náo, quản trò, sơ cấp cứu, dân vận, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe và tinh thần gắn kết đồng đội như hoạt động làm gạch sinh thái, hoạt động dân vận, tổ chức ngày hội trẻ thơ, nấu cơm củi, tập thể dục, trò chơi tập thể, tổ chức làm bài thu hoạch sau đợt tập huấn để lựa chọn ra những chiến sĩ đủ điều kiện tham gia chiến dịch. Kết quả có hơn 500 chiến sĩ đủ điều kiện. Chiến dịch mùa hè xanh năm 2024 bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8 năm 2024, tổ chức ra quân ngày 9 tháng 6 năm 2024, hoạt động chính trên 3 mặt trận tỉnh gồm Long An, Tiền Giang, Kon Tum và tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm quận 1, quận 3, quận 7, Gò Vấp, Nhà Bè và Cần Giờ. Trong 3 tháng hoạt động, các chiến sĩ đã đạt được nhiều kết quả thông qua việc hoạt động năng suất. Đầu tiên là công tác tuyên truyền. Các đội hình bắt đầu thực hiện tuyên truyền về các hoạt động đã được thực hiện trên fanpage Áo Xanh Hồ Diêu. Tính từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 đến nay, đã có hơn 110 tin bài được đăng tải với gần 500.000 lượt tiếp cận và hơn 10.000 lượt tương tác. Các tin bài được xây dựng và đầu tư gắn với lan tỏa tinh thần, giá trị của chiến dịch như chuỗi tin bài nét đẹp chiến sĩ, hoa áo xanh ta đi khắp mọi miền, bản tin tuần, dấu ấn 30 năm mùa hè xanh. Tiếp đến là chuỗi các hoạt động tình nguyện, tham gia cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị cũng được các chiến sĩ cũng như người dân vô cùng hưởng ứng. Trong xuyên suốt chiến dịch, các đội hình như công nghệ số, quận 1, quận 3 đã phối hợp cùng với địa phương tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các thao tác và các thủ tục trên ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử, thông qua các hình thức trực tại bàn tại các trụ sở Ủy ban Nhân dân, đi trực tiếp đến từng hộ gia đình. Tính đến nay đã hỗ trợ cho hơn 1.000 người dân. Về những hoạt động tình nguyện xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông như có hoạt động dọn dẹp rác thải, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, cào xóa biển quảng cáo, sơn vẽ các mảng tường để tạo mỹ quan đô thị cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng đã được 13 đội hình chú trọng thực hiện với đa dạng các hoạt động. Kết quả có hơn 350 mét vuông tường được cải tạo, tô vẽ với các nội dung tuyên truyền ý nghĩa tại mặt trận quận 3, Long An Tiền Giang, Kon Tum, quận 10, Nhà Bè. Hơn 500 cây xanh, hoa được gieo trồng và trao tặng. Các đội hình cũng đã tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, dọn dẹp các tuyến đường, cào xóa biển quảng cáo giúp tăng mỹ quan đô thị, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự xã hội và văn hóa giao thông cũng được các đội hình thực hiện thông qua các ngày hội an toàn giao thông, các đợt ra quân hoạt động cao điểm, các phiên tòa giả định, các chuyên đề báo cáo về pháp luật như tuyên truyền luật an toàn giao thông, tuyên truyền giáo dục pháp luật về ma túy trá hình, phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, an toàn, xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực trong cộng đồng. Các hoạt động giới thiệu, phát huy di tích lịch sử, văn hóa, tuyên truyền văn hóa lịch sử tại các địa phương được các đội hình tổ chức gắn với các buổi sinh hoạt hè với chủ đề Em yêu sử Việt, tổ chức các cuộc thi, sân chơi, tìm hiểu lịch sử, văn hóa cho thanh thiếu nhi tại các địa phương, tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam, giới thiệu và tổ chức các hành trình đi đến các điểm là di tích lịch sử, nhằm tăng cường hành trình thực tế, giúp các nhóm đối tượng được tuyên truyền thêm, hiểu và tin yêu vào lịch sử, văn hóa dân tộc. Tiếp nối là chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,
cũng được các chiến sĩ tích cực tuyên truyền đến các bạn sinh viên và người dân tại địa phương. Đầu tiên, trong chiến dịch, Ngày hội OU chọn sống xanh đã được đội hình môi trường phối hợp cùng với các đội hình tổ chức tại các cơ sở của trường nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường, nâng cao nhận thức của sinh viên về lối sống xanh Zero Waste, tác hại của pin cũ, rác thải nhựa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Thông qua đa dạng các không gian, gian hàng tại ngày hội đã thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia. Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường cũng đã được triển khai thực hiện. Thông qua các hoạt động tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường tại quận 1, tổ chức các gian hàng, trò chơi về môi trường trong các ngày hội, các hoạt động tại địa phương, các hoạt động tổ chức báo cáo chuyên đề cũng được thực hiện tại các địa phương với đối tượng tham gia chủ yếu là các em thiếu nhi. Thông qua các hình thức tiểu phẩm, chia sẻ kiến thức, trò chơi tương tác đã giúp các hoạt động dễ dàng tiếp cận với các đối tượng hơn. Thông qua các hoạt động tuyên truyền thanh niên tình nguyện, Thành phố Hồ Chí Minh phát động truyền thống uống nước nhớ nguồn cũng như thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, 13 đội hình cũng đã phối hợp với các địa phương, các đơn vị bạn để triển khai nhiều tuyến hoạt động khác nhau. Qua đó, đã có 134 phần quà với tổng kinh phí 67 triệu đồng đã được trao đến các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ. Các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ cũng được các đội phối hợp thực hiện với các phần việc dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, dâng hương, dâng hoa nhằm tri ân sự hy sinh của các thế hệ ông cha. Qua đó, thấy rõ vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tại mặt trận tỉnh Long An và mặt trận tỉnh Kon Tum, hai căn nhà tình nghĩa và nhà tình thương đã được xây mới với tổng kinh phí 120 triệu đồng, giúp hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại mặt trận huyện Nhà Bè, một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ sơn sửa lại nhà, qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy chiến dịch cùng chi đoàn cán bộ viên chức cũng đã thực hiện thăm hỏi 4 hộ gia đình nuôi quân mùa hè xanh tại xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ và trao tặng sinh kế cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã đảo với trị giá 20 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình có cuộc sống tốt hơn. Ứng dụng chuyên môn ngành học và các hoạt động tình nguyện, các đội hình trong chiến dịch, đặc biệt là các đội hình chuyên, đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên, sinh viên thông qua các chuyên đề chia sẻ kiến thức, các hoạt động nâng cao kỹ năng thực hành xã hội ở đa dạng các nội dung như đội hình tuyên truyền pháp lý với các chuyên đề về pháp luật được thực hiện thông qua các phiên tòa giả định, sân khấu hóa pháp luật giúp nội dung tuyên truyền dễ hiểu hơn. Đội hình công nghệ số với các chuyên đề chuyển đổi số như hiểu về công nghệ, cách sử dụng các ứng dụng, mẹo tin học văn phòng. Đội hình văn hóa kỹ năng với các chuyên đề giới thiệu về các loại hình văn hóa nhân gian, lịch sử dân tộc. Đội hình môi trường với chuyên đề về thói quen sống xanh, nhận biết và hiểu về phân loại rác thải, bảo vệ môi trường. Đội hình ngoại ngữ cho thiếu nhi với các chuyên đề về học ngoại ngữ thông qua các sân chơi tiếng Anh, các chuyên đề hướng dẫn cách học ngoại ngữ hiệu quả. Các đội hình thường trực cũng đã tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao với thanh niên địa phương nhằm tạo hoạt động giao lưu, gắn kết hay các hoạt động phối hợp cùng địa phương hỗ trợ tiếp sức mùa thi tại các mặt trận tỉnh cũng được triển khai thực hiện nhằm đồng hành cùng học sinh tại địa phương trong kỳ thi quan trọng này. Đội hình văn nghệ xung kích cũng đã phối hợp với xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè tham gia chương trình liên hoan văn nghệ tuyên truyền lưu động năm 2024 với chủ đề Dấu chân tình nguyện. Thông qua đó, giao lưu văn hóa văn nghệ với đoàn viên, thanh niên tại địa phương cũng như các chiến sĩ tình nguyện của các đơn vị đang đóng quân trên địa bàn. Đội hình cũng đã xuất sắc đạt được giải nhất tại chương trình thông qua phần trình diễn nhiều ý nghĩa. Hoạt động thăm hỏi và động viên các chiến sĩ cũng được Ban chỉ huy chiến dịch cùng với đội hình hậu cần thực hiện trong xuyên suốt chiến dịch nhằm động viên tinh thần cũng như hỗ trợ các đội hình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục là những hoạt động xây dựng nông thôn mới cũng được chú trọng triển khai thực hiện tại các mặt trận tỉnh có đội hình thường trực trú đóng. Đội hình Long An Tiền Giang đã thực hiện công trình trải đá tuyến đường dài gần 1 km tại tỉnh Tiền Giang, thực hiện lắp 18 bóng đèn năng lượng mặt trời, sơn vẽ tổng cộng 6 màn tường tại mặt trận tỉnh Long An và Tiền Giang, thực hiện cải tạo làm sân chơi cho thiếu nhi tại trường tiểu học Tân Lân, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An với tổng kinh phí thực hiện gần 70 triệu đồng. Đội hình Kon Tum thực hiện công trình nhà trưng bày bảo tồn nghề truyền thống và các thiết bị sản xuất. Công trình thắp sáng đường quê, lắp đặt hệ thống 40 đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường của thôn Đắc Niên. Thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc và trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho xã Măng Bút. Lắp đặt một công trình sân chơi thiếu nhi ngoài trời gồm bập bênh, xích đu, cầu vượt, cầu vân. Vệ sinh khuôn viên, sân sửa vẽ tranh và trang trí lại hai điểm trường mầm non và các điểm trên địa bàn với tổng kinh phí thực hiện hơn 200 triệu đồng. Đội hình Nhà Bè đã thực hiện sơn mới lại hai cầu giao thông tại địa phương, thực hiện công trình cải tạo và nâng cấp sân chơi thiếu nhi tại xã Hiệp Phước thông qua cải tạo lại toàn bộ mảng xanh, tạo dựng những bồn hoa, thiết lập các trò chơi cho các em thiếu nhi, lắp đặt bổ sung hai đèn năng lượng mặt trời, cùng với đó là sơn vẽ mảng tường trong khuôn viên sân chơi,
với tổng kinh phí thực hiện 25 triệu đồng. Bên cạnh các công trình sân chơi cho thiếu nhi đã được thực hiện tại các địa phương, hoạt động tình nguyện vì đàn em thương yêu đã được chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động như phối hợp cùng các đơn vị doanh nghiệp trao tặng 10 chiếc xe đạp, 20 phần học bổng, 229 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Tổ chức các ngày hội trẻ thơ với các gian hàng như gian hàng ẩm thực, gian hàng trò chơi nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp các em thiếu nhi có cơ hội được vui chơi, giao lưu và phát triển những kỹ năng xã hội. Qua đó, có 12 ngày hội trẻ thơ đã được thực hiện, thu hút hơn 1.500 các em thiếu nhi tham gia. Đội hình ngoại ngữ cho thiếu nhi đã thực hiện hoạt động dạy tiếng Anh cho các em thiếu nhi. Đến nay, đội hình đã tổ chức hơn 40 buổi học tại các phường trên địa bàn quận Gò Vấp. Thông qua lớp học, các em thiếu nhi được học tiếng Anh theo chủ đề, nghe chia sẻ về cách học tiếng Anh hiệu quả và tham gia các trò chơi tương tác bằng tiếng Anh. Các đội hình với đa dạng các chuyên đề hướng đến thiếu nhi như phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng tự vệ, v.v. được thực hiện thường xuyên trong chiến dịch. Đặc biệt, tất cả đội hình cũng đã phối hợp với các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại các mặt trận tỉnh để tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi theo chuyên môn của từng đội. Thông qua đó, tạo sân chơi thật bổ ích cho các em. Tổng lượt thiếu nhi tham gia là hơn 1.500 em với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 triệu đồng. Chuỗi hoạt động nâng cao năng lực số, hoạt động tình nguyện trực tuyến, đổi mới phương thức tổ chức và kết nối tình nguyện cũng đã gặt hái được nhiều thành công và được mọi người tích cực hưởng ứng. Đầu tiên, hoạt động nâng cao năng lực số được thực hiện chính trong chiến dịch bởi đội hình công nghệ số. Đội hình đã thực hiện các hoạt động liên quan đến trực ban hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, tổ chức các lớp dạy tích học văn phòng cơ bản tại các địa phương, thực hiện chia sẻ hàng tuần về mèo tích học văn phòng thông qua nhóm làm chủ công nghệ cùng ITers, báo cáo chuyên đề liên quan đến năng lực, kỹ năng số trong đoàn viên, thanh niên, tổ chức các sân chơi chuyển đổi số cho thanh thiếu nhi tham gia. Tiếp đến, đối với các hoạt động tuyên truyền trực tuyến, Ban chỉ huy chiến dịch cấp trường phân công các đội hình chuyên thực hiện các hoạt động tình nguyện trực tuyến trên không gian mạng với các chuyên đề nhằm tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên trong trường các kiến thức chuyên môn thiết thực phục vụ cho sinh hoạt và học tập của các bạn sinh viên trong trường. Qua đó, đã có tổng cộng 40 tin bài tuyên truyền gắn với các chủ đề tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số, văn hóa đọc, truyền thống Việt Nam, sống xanh, kỹ năng học ngoại ngữ thông qua các hình thức thiết kế infographic, video, mini games. Đây cũng là bộ sản phẩm có thể sử dụng để chuyển giao đến các địa phương cùng sử dụng, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của địa phương. Thông qua các hoạt động trực tuyến xuyên suốt từ thứ hai đến thứ sáu và mỗi tối của các đội hình trên không gian mạng, đến nay hoạt động đã thu hút hơn 500.000 lượt tiếp cận và hơn 10.000 lượt tương tác đến từ các bạn sinh viên. Thông qua đó cũng là cách đổi mới phương thức tuyên truyền tình nguyện trên không gian mạng của chiến dịch. Chiến dịch cũng đã tiến hành kết nối với các cựu sinh viên tình nguyện để vận động nguồn lực, mời cựu sinh viên cùng tham gia hoạt động, cùng xây dựng và đề xuất các phương thức thực hiện chiến dịch hiệu quả. Đặc biệt, về công tác xây dựng lực lượng trong chiến dịch, chiến sĩ Hầu Thái Bảo, phó chánh văn phòng đoàn trường, đội phó đội hình hậu cần, cùng với chiến sĩ Lê Thành Long, chủ tịch hội sinh viên trường, chỉ huy phó chiến dịch, đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng nhân dịp kỷ niệm 25 năm chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh của cả nước và 30 năm chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh của nhà trường. Hành trình mùa hè xanh năm 2024 của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc trọn vẹn. Cảm ơn các bạn vì đã trở thành một phần của hồi ức khó quên này. Chúc các chiến sĩ của chúng ta sẽ mãi giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong tim và tiếp tục cống hiến hết mình đến người dân, đất nước. Xin chào và hẹn gặp lại.